Nếu không có rùa trắng đường là ta thắng cậu rồi đó. Ok, cuộc thi này không tính nhé. Nóng quá, thời tiết oi bức quá. Bọn mình giờ được ở biển thì thích tiết mấy vậy? Còn chần chừ gì nữa, chúng mình xuất phát thôi. Cậu có biết con này là cá gì không vậy? Tớ chưa nhìn thấy nó bao giờ cả. Chúng ta đuổi theo nó nào. Hoa thần kỳ, mau giúp chúng tớ nào. Bún, cậu nhìn kìa. Bám sát vào phía sau nó. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
mình thế nhỉ? Sao ai lại gửi quà cho tôi thế này? Không phải tôi, không phải tôi. Để dạy cho nó một bài học mới được. Ừ, đúng đấy. Được đó. Bay trên mây thật tuyệt luôn nhỉ. Chúng mình sẽ có dịp đi thăm hành tinh quả bạn luôn nhỉ. Cảm ơn món quà của cậu bé hành tinh quả. Hoa băng cho chúng ta đôi cánh tuyệt thật. Ừ. Đố cậu bắt được tớ đây. Ừ.
Cứ chờ đó xem con chạy đi đâu. Chết mẹ.
bọn mình phải dạy cho tên Lưu này một bài học vì tội phá hoại đồ chơi mới được. Đúng rồi. Lưu thật là quá quá. Nhanh lên nào. Nhanh tay lên các bạn. Nhanh lên, nhanh lên. Tay nào. Nhanh tay lên các bạn ơi. Được rồi. Nhanh lên. Đánh thức Lưu dậy nào. Đồ chơi như một người bạn thân thiết của cậu. Vậy mà cậu nỡ đối xử tệ như vậy. May mà cậu đã biết hối lỗi. Hãy đối xử tốt với những đồ vật xung quanh mình nhé Lu. Chung bài ca về tháng năm tuổi thơ tươi đẹp, chuyện vui của Lu và Bun nên ngây thơ hồn nhiên trong sáng. Năm tay tung tăng đồ vui cùng bạn bè khắp châu nơi nơi, có cây sắc muôn ngàn hoa, ông bướm lượn vui cùng hát ca. Ta yêu tháng năm tươi hoa và bạn bè ôi thơm bên hương, yêu sao thế giới thương yên bao điều là chưa ta khám phá. Chung vui với đôi bạn ta, rất tinh nghịch nhưng thật đáng lòng lành những tiếng cười trong trẻo đẹp mãi trong ta tuổi âu thơ. Lừa ta hả? Còn non lắm.
Lu ơi, cậu bị làm sao thế? Cậu giúp tớ với. Tên chuột nhắt ăn trộm hết bánh, lại còn cười nhạo tớ nữa. À, thì ra là vậy. Để tớ nghĩ cách giúp cậu. À, cậu còn hộp bánh nào không? Tớ còn mỗi một hộp. Cậu mà để tên chuột nhắt ăn mất là tớ nhịn đấy. Thế cậu có định bắt tên chuột nhắt không? Phải bắt bằng được nó. Tớ đã có cách rồi. Cậu cứ cho chuột nhắt ăn bánh đi. Cách gì vậy Bún? Bánh ngon ngon. No quá. Vỡ bụng mất. Nào để xem cô cậu chạy đâu cho thoát. Em biết lỗi rồi. Xin được anh tha cho em. Yeah. Cậu cứ ra đây Bún. Cùng nhau hát chung bài ca về tháng năm tuổi thơ tươi đẹp. Chuyện vui của Lu và Bún nên ngây thơ hồn nhiên trong sáng. Nắm tay tung tăng đôi vui cùng bạn bè khắp châu nơi nơi. Cỏ cây sắc muôn ngàn hoa, ông bướm luận vui cùng hát ca. Ta yêu tháng năm tuổi thơ, ta bạn bè ôi thơm bên hương. Yêu sao thế giới thần tiên, bao điều lạ chưa ta khám phá. Chung vui với đôi bạn ta, rất tinh nghịch nhưng thật đáng yêu. Lòng lành những tiếng cười trong trẻo, đẹp mãi trong ta. Tuổi âu thơ. Mùa xuân đã đến mà gấu lười vẫn chưa thức dậy khỏi giấc ngủ đông. Trong giấc ngủ dài, gấu lười mơ thấy một bà tiên. Bà tiên nói rằng, ở nơi xa, rất xa, nơi đất trời hòa làm một, tuyết rơi trắng xóa, con sẽ gặp người bạn tuyệt vời cùng với chiếc bánh rất ngon. Gấu ơi, cậu ngủ gì mà nhiều thế? Làm tớ chờ mãi, ra đây chơi ném bóng đi. Hôm nay tớ không đi chơi bóng được rồi. Hôm nay tớ phải đi tìm một người bạn tuyệt vời. Bà tiên trong mơ nói rằng, ở nơi tuyết trắng phủ đầy, một người bạn tuyệt vời cùng chiếc bánh ngon đang đợi tớ. Nghe cũng hay đấy, nhưng mùa xuân rồi, làm gì có tuyết nữa nhỉ? Mà nhắc đến bánh, tớ lại thấy đói quá. Cậu ăn tạm củ cải này đi, rồi chúng ta đi tìm người bạn tuyệt vời nhá. Trời gặp nhau là ở chỗ nào không? Thì chiều nào mặt trời chẳng hạ xuống hướng tây rồi chạm vào mặt đất. Ừ nhỉ, có thế mà bọn tớ không nghĩ ra. Các cậu cho tớ đi cùng với nhé. Chắc là người bạn tuyệt vời có đủ bánh ngon để chia cho tất cả chúng ta. Tớ chịu thôi, tớ không đi nổi nữa đâu. Nếu các cậu mà gặp người bạn tuyệt vời thì nhớ phần tớ một ít bánh nhé. Cậu cứ yên tâm, nhất định bọn tớ sẽ phần cậu. Yêu ơi! Yêu ơi! Đừng sợ, chúng ta tới đây! Yêu ơi! Cảm ơn hai cậu đã cứu tớ. Tớ cố hại táo mà không được, về chắc mẹ tớ sẽ mắng mất. Bọn tớ có mang theo một ít táo đây, cậu cầm cả về đi. Ôi, hai cậu thật tốt bụng. Vậy các cậu cầm cái bánh sữa này, lát nữa nó khô đi, ăn ngon đấy. Trông ngon quá, cảm ơn cậu. Hai cậu đang đi đâu thế? Bọn tớ đang đi tìm người bạn tuyệt vời. Cậu ấy đang ở phía trên trời, nơi đất và trời gặp nhau ý. Chúc các cậu tìm được người bạn tuyệt vời. Tạm biệt dê nhỏ. Trời sắp lặn rồi. Nhanh lên nào.
quá, không thì đã đuổi kịp mặt trời rồi. Người bạn tuyệt vời chắc không đợi bọn mình nữa đâu. Đừng buồn, không có cậu ấy thì bọn mình chơi bóng ném với nhau cũng vui mà. Ôi, tôi đói quá. Cậu nhìn xem, mặt trăng có giống cái bánh sữa không kìa. Con tớ thì thấy trời nhiều sao, cứ như là tuyết rơi ấy. Thôi, ngủ đi, mai về rừng, cậu sẽ không bị đói nữa đâu. Ừ, rồi chúng mình cùng chơi với...